Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuyên mục 15 phút vẽ mỗi ngày cùng với kênh vẽ gì hay của Thảo Mai Map. Và trái cây là một trong những loại thức ăn vô cùng là nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là những thành phần vitamin. Và trong ngày hôm nay thì Thảo sẽ hướng dẫn cho mọi người làm sao có thể vẽ nên được một số loại trái cây vô cùng đơn giản như thế này. Và chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện nhé.
Và đây chỉ là một vài loại trái cây mà trong buổi ngày hôm nay Thảo đã hướng dẫn cho mọi người. Mọi người thích ăn quả nào nhất trong số những loại trái cây này? Với Thảo thì Thảo thích dâu tây, thích sầu riêng và cả măng cụt nữa. Và mọi người hãy tiếp tục nhấn đăng ký kênh Vẽ gì hay của Thảo Mai Map để mỗi ngày rèn luyện 15 phút vẽ hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!